Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Khi chúng ta ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, chẳng hạn như mùi quần áo sạch hoặc một quả đào tươi, trong vô thức chúng ta sẽ liên kết chúng với một phần ký ức của mình. Mùi hương có thể gợi lên cảm xúc và mang lại một phần ký ức mà chúng ta đã lãng quên. Hay nước hoa, khá đơn giản thì đó là một số nguyên liệu có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống. Nhưng chính sự kết hợp khéo léo đã tạo nên một tổng thể hài hòa dành riêng cho mỗi cá nhân. Ngày nay, có lẽ nếu được hỏi nước hoa bắt nguồn từ đâu thì chắc chắn phần nhiều câu trả lời sẽ nhận được là từ Pháp hoặc châu Âu, vì nơi đây đã quá quen với các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Christian Dior, Lancôme. Tuy nhiên, đáp án thật sự chắc chắn sẽ khiến ta không khỏi ngỡ ngàng. Xuất phát điểm của nước hoa bắt nguồn từ lòng thành đối với thánh thần. Trong quá trình nghiên cứu dấu vết chữ tượng hình từ những ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã nhận thấy người Ai Cập và người Lưỡng Hà cổ đại đã sử dụng nước hoa từ cách đây lên đến hơn 4.000 năm trước công nguyên. Các thầy Pháp Ai Cập được xem là cha đẻ của nước hoa. Họ sử dụng những loại nhựa cây có mùi dễ chịu phục vụ cho việc thờ cúng vì cho rằng hương thơm sẽ giúp kết nối loài người và thánh thần. Khi đó, trần gian sẽ được các vị thần ưu ái và bảo vệ hơn. Ngày nay, tín đồ nước hoa có thể tham quan phòng thờ cúng của một thời đầy mùi nước hoa tại Eiffel, đền thờ được bảo quản tốt nhất ở Ai Cập. Nơi đây còn có những văn tự cổ ghi lại công thức những loại dầu thơm dạng rắn và dạng sông. Người Ai Cập cổ đại còn sử dụng nước hoa trong những ngôi mộ chôn cất các pharaoh hoặc những thầy pháp cấp cao. Giới quý tộc Ai Cập quan niệm rằng họ sẽ sớm được lên thiên đàng khi đắm mình trong hương thơm ngào ngạt. Truyền thuyết kể rằng nữ hoàng Cleopatra đệ thất, pharaoh cuối cùng của Ai Cập, biểu trưng cho hình tượng người phụ nữ xinh đẹp và thông minh nhất lúc bấy giờ, yêu thích sử dụng nước hoa để làm mê đắm lòng người. Lần đầu tiên đến gặp Mark Antony ở Tassus để thảo luận về vấn đề chính trị. Trên một chiếc thuyền tráng lệ với mũi làm bằng vàng, cánh buồm màu tím và mái chèo bạc, trong khi các nhạc công chơi đàn, Cleopatra ngả mình dưới mái che được thêu vàng, hóa trang thành Aphrodite, nữ thần tình yêu của Hy Lạp. Mùi hương mà nàng mang trên người, nó đậm đến nỗi chúng đã theo gió biển tiến ngay vào bờ trước cả khi con thuyền xuất hiện. Điều này khiến cho Mark Antony có thể cảm nhận được sự hiện diện của bà chỉ qua mùi hương ấy. Shakespeare trong vở kịch Antony and Cleopatra tả lại rằng: sáng lóa như ngôi vương, mui thuyền nàng ngồi đang cháy rực trên nước. Bom thuyền rát đầy vàng, cánh buồm nhuộm tím thẫm. Hương thơm của nàng ngay cả gió cũng phải đem lòng đắm say. Sau chính lần gặp gỡ ngọt ngào này, Antony đã bỏ mặc vợ mình và đắm chìm vào mối tình đầy ngang trái với Cleopatra. Mặc dù mùi hương thì không thể tồn tại qua hàng nghìn năm được, nhưng những hợp chất và phân tử còn sót lại trong các vật cổ có thể là manh mối để chúng ta khám phá ra sự mê hoặc của vị nữ hoàng này. Người ta khai quật được một nhà máy sản xuất nước hoa ở thành phố Thmuz ở Ai Cập khoảng 4.000 năm trước công nguyên. Những lò nung trong nhà máy có niên đại từ thế kỷ 3 trước công nguyên được sử dụng để sản xuất nước hoa xuyên suốt chiều dài lịch sử Ai Cập và tiếp tục được hoạt động khi người La Mã chiếm đóng vùng đất này. Trong các lò nung đó, người ta phát hiện ra những chai lọ thủy tinh còn đọng lại những nguyên liệu thường được sử dụng để chế xuất nước hoa. Qua phân tích hóa học, họ biết được rằng những phân tử còn sót lại đó có thể là nhựa mít, dầu ô liu, quế và bạch đậu khấu. Người Ai Cập cổ đại có thể đã nấu những nguyên liệu này lại với nhau trong chiếc lò nung đó, tạo ra một hỗn hợp đặc như dầu hoặc nhựa và thoa lên người. Phát hiện này đã ghi nhận một di sản của Ai Cập cổ đại, một mùi hương nồng nàn, mạnh mẽ, có chút cay cay và quyến rũ. Robert Lippmann, một trong hai người lãnh đạo về khai phá di tích về mùi hương của Ai Cập cổ đại, đã bày tỏ sự hào hứng với khám phá mới của ông. Ông tuyên bố,
Mùi hương này giống như Chanel No. 5 cổ đại vậy. Thật hồi hộp khi được ngửi một loại nước hoa mà chưa ai ngửi thấy trong suốt 2.000 năm. Và có thể đây chính là loại nước hoa mà Cleopatra đã từng sử dụng. Những chữ viết tượng hình trên ngôi mộ cổ ở Ai Cập nói lên rằng nước hoa từ xa xưa đã đóng một vai trò không thể thiếu trong đời sống của họ. Người Ai Cập mang nước hoa bên người từ khi sinh ra cho đến tận sau khi qua đời. Vì thế mà 3.300 năm sau, cái chết của vua Tutankhamun, dấu tích của mùi hương được phát hiện khi ngôi mộ được khai quật, được cho là bột nhựa thơm, quế và những loại nước hoa khác được sử dụng trong quá trình ướp xác. Đối với người Hy Lạp cổ đại, nước hoa được cho là món quà từ các vị thần và nhiều loại nước hoa được đặt theo tên của các nữ thần Hy Lạp. Nước hoa thật sự trở nên phổ biến vào thế kỷ thứ 3 sau khi Alexander Đại Đế chinh phục Ai Cập và gửi một lượng lớn thực vật, gia vị và trầm hương đến Hy Lạp để tạo ra nước hoa cho ông. Hy Lạp được xem là nơi làm ra nước hoa dạng lòng đầu tiên, mặc dù nó khá khác so với các dòng nước hoa ngày nay mà chúng ta biết đến vì hoàn toàn không chứa cồn và được tạo nên từ bột thơm và dầu nặng. Chất lỏng được lưu trữ trong các bình là bằng thạch cao và vàng. Dưới sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Đông và Hy Lạp, người La Mã cũng đã hòa nhập với xu thế xã hội và bị lôi cuốn bởi thứ hương thơm quyến rũ này. Họ không chỉ sử dụng nguyên liệu thơm trong các nghi lễ tôn giáo, lễ tang mà còn coi chúng là vật liệu thiết yếu cho cuộc sống cá nhân. Cả đàn ông và phụ nữ ở Hy Lạp đều sử dụng nước hoa theo nhiều cách khác nhau. Họ thực hành một hình thức trị liệu bằng hương thơm, trong đó một số mùi hương nhất định được sử dụng để cải thiện sức khỏe, sức sống và tâm trạng. Nước hoa được sử dụng trong hầu hết các nghi lễ và nghi lễ truyền thống của họ. Từ khi sinh ra, kết hôn cho đến khi chết, họ tin rằng bọc thi thể trong những tấm vải liệm thơm sẽ đảm bảo hạnh phúc của họ ở thế giới bên kia. Đối với hôn nhân, việc sử dụng một loại nước hoa đặc biệt trong ngày cưới được coi là điểm tốt. Nước hoa cũng là một nguồn hiếu khách đối với người Hy Lạp. Khi khách đến nhà, những người hầu sẽ ngâm chân họ trong dầu thơm. Người Hy Lạp cổ đại cũng thực hành các nghi thức tắm rửa công phu, trong đó nước hoa rất quan trọng. Các nước Hồi giáo cổ đại. Làng vùng đất có nhiều nguyên liệu đặc biệt để tạo ra những loại tinh dầu mới lạ. Ả Rập thống trị ngành xuất khẩu nguyên liệu thô trên khắp thế giới trong nhiều thế kỷ. Nước hoa chỉ được sử dụng phổ biến trong tầng lớp quý tộc của Ba Tư thời cổ đại. Vì thế, hình ảnh các vị vua Ba Tư thường được gắn liền với lọ nước hoa, điển hình là những tác phẩm hội họa với chi tiết nước hoa cầm trong tay của hai nhà cai trị huyền thoại Darius và Xerxes. Họ được coi là những nhà phát minh nước hoa không chứa dầu. Mặc dù việc buôn bán các nguyên liệu có mùi thơm đã được chứng minh là xuất hiện ở phương Đông, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Dầu được sử dụng không phải là tinh dầu mà là lấy hoa, rễ và các vật liệu thực vật khác ngâm vào chất béo để có thể có chất lượng tốt nhất. Sau đó, các chai thủy tinh có chứa hỗn hợp này được đem ra ánh nắng mặt trời để làm nóng và cuối cùng là tách dầu thơm ra khỏi các thành phần rắn. Đế chế Sasanid, triều đại cuối cùng của Ba Tư, nổi tiếng với việc trồng các loại hoa thơm khác nhau để lấy nước hoa và nước hoa hồng đặc biệt được săn đón. Vào thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên, thầy thuốc người Ba Tư tên Avicenna đã tạo ra một cách để chiết xuất các hợp chất thơm từ nguyên liệu thực vật. Ngày nay, hệ thống chiết xuất này được gọi là chưng cất hơi nước. Cho đến nay, đây vẫn là phương pháp phổ biến nhất. Một trong những loại cây mà ông chưng cất đầu tiên là hoa hồng Damask. Bằng cách chưng cất nước hoa hồng bằng hơi nước, ông đã thu được hai sản phẩm phụ là tinh dầu và nước hoa hồng. Dầu cô đặc được sử dụng để làm tinh dầu và điều trị các tình trạng sức khỏe. Và nước hoa hồng có rất nhiều công dụng từ ẩm thực đến đài phun nước thơm của các cung điện và nhà thờ Hồi giáo. Điều này dẫn đến việc người Ba Tư xuất khẩu nước hoa hồng cùng với các mặt hàng khác như hàng dệt may, thảm đến tận Ấn Độ, Trung Quốc để đổi lấy gỗ, gia vị và đồ sứ mới lạ.
Thời kỳ cổ đại trong lịch sử nước Hoa chính là bằng chứng mạnh mẽ và sống động nhất về việc từ cổ chí kim, hương thơm đã luôn đóng một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình hình thành nên thế giới như hiện tại. Hy vọng rằng tập podcast về lịch sử nước Hoa thời kỳ cổ đại sẽ đem lại cho bạn những thông tin thú vị về lịch sử, mùi hương và giúp bạn thư giãn sau những phút giây căng thẳng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những câu chuyện nghệ thuật sáng tạo tại số mới của cassette vào tuần tiếp theo.